Mọi người thấy đây là đèn halogen nguyên bản này và đây là đèn LED đã được lắp thêm. Và khi mà pha lên này, mọi người nhìn thấy ánh sáng ấy, nó sẽ sáng gấp 6 lần so với nguyên bản. Thời gian thay cái bóng halogen bằng cái đôi bóng LED này thì chỉ khoảng 3 đến 40 phút mà thôi. Và vì thay bóng zin nên là đăng kiểm hoàn toàn vô tư anh chị nha. Với ánh sáng cốt thì sẽ có mặt cắt, không làm chói cho người đối diện. Và khi mà pha lên sẽ chói nên là chỉ dùng để đi đường cao tốc hoặc là đi đường một chiều thôi nha. Hoặc là khi mà xe đối diện bật pha thì mình đá lại một phát như thế này thì chắc chắn xuống luôn. Bóng LED Vision X8 thì có gần như là đầy đủ tất cả các chân bóng nên là lắp được gần như là mọi dòng xe. Và với 10 năm trong cái nghề độ xe này rồi, nếu anh chị nâng cấp một đôi bóng thì em tin chắc anh chị sẽ rất là hài lòng. Và nếu có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại, bên em sẽ alo ngay.